xin giới thiệu với các anh chị cùng cả nhà mình. Đây là tiếng hát của nghệ sĩ Quốc Dĩ, một cây đa cây đề sẽ có mặt chương trình văn nghệ hôm nay. Xin Quốc Dĩ xin giúp vui lửa cái bài nào đường ca cho nó vui vui vậy ta. Tao trở về đây thăm thằng bạn cũ, xem mày có còn hạnh phúc với vợ tao không, xem con tao mày có thật giả thật lòng yêu thương chung đi là mày hết vui. Thu thật với mày có nhiều khi tao khát thèm mùi giá thịt cùng, tao tìm mày để đòi lại nhị hương. Nhưng nếu tao đòi tao là một thằng ngu, còn mày trả mày là một thằng cò thôi. Tao xem người đàn bà kia là quán trọ, còn mày với tao là khách lạ dừng chân ghé ngủ một đêm buồn. Đừng ai phê phán một cái gì hết, mình buồn. Tại vì mình ca dở. Đêm nay thank you.
bảy rất là nhiều. Và kính mời bà chị của mình là Nguyệt. Anh Nguyệt xin kính chào quý vị và các cô bạn cùng ai. Ca thì không có đổi đâu, nhưng chắc cái này thầy chồng nghe tôi tâm sự. Để nhớ đến đó là tưởng nhớ anh thanh xuân. Các vị tiền bối ở đây, các bạn đồng nghiệp, nghe những lời anh Nguyệt tì thầm chứ không thể gọi là ca nổi nữa đâu. Anh Nguyệt ca hai câu. Mẹ